Xin chào các bạn. Để tiếp tục series video 5 phút học khe lâm sàng, trong video ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu một tình huống liên quan đến hội chứng nguy kịch hô hấp cấp hay là ARDS với nội dung như sau. Một người đàn ông 44 tuổi được đưa đến nhập viện vì đau bụng dữ dội và nôn ói. Bệnh nhân nói rằng anh uống rượu hàng ngày liên tục trong vòng 6 tháng. Tiền sử bệnh lý không ghi nhận bất thường. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm tụy cấp, bắt đầu điều trị hỗ trợ và nhịn ăn. Ngày thứ hai sau nhập viện, bệnh nhân khó thở tăng dần và cảm giác nghẹt thở. Bệnh nhân không có sốt, khám thì có ranh ẩm ở hai phổi. X-quang thì có mờ phế nang khắp hai phế trường, cả phần upper và lower, tức là phần thùy trên và phần thùy dưới. Siêu âm tim cho thấy chức năng tâm thất trái và tâm thất phải bình thường, không có bất thường về van tim. Bệnh nhân được đặt nội khí quản và thông khí cơ học do tình trạng thiếu oxy tiến triển dần. Câu hỏi tình huống đưa ra là chiến lược điều trị nào sau đây có khả năng nhất giúp cải thiện tỷ lệ tử vong đối với bệnh nhân trên với những phương án lựa chọn như sau. A. Tránh áp lực dương cuối thì thở ra cao. Áp lực dương cuối thì thở ra hay là BIP cao nghĩa là ở đây mức trên 5cm nước. B. Tránh các thuốc khóa dẫn truyền thần kinh cơ. C. Ngăn ngừa over distension là sự căng quá mức của phế nang. Đáp án D là ngăn ngừa tăng CO2 máu. Đáp án E là ngăn ngừa SpO2 dưới 92%. Đó là phần tình huống. Bây giờ trước khi phân tích tình huống, ta sẽ đi xem cái chủ điểm lý thuyết. Nội dung chính của video hôm nay là liên quan đến hội chứng nguy kịch hô hấp cấp. Đối với hội chứng nguy kịch hô hấp cấp thì chúng ta nắm 4 vấn đề. Đầu tiên là yếu tố nguy cơ, thứ hai là sinh lý bệnh, thứ ba là chẩn đoán và cuối cùng là điều trị. Về yếu tố nguy cơ, hội chứng nguy kịch hô hấp cấp có thể gặp trên những bệnh nhân bị nhiễm trùng, chấn thương, truyền máu lượng lớn hoặc là viêm tụy cấp giống như tình huống đầu video đưa ra. Cái thứ hai là về cơ chế sinh lý bệnh thì có hai cơ chế chính. Cơ chế thứ nhất là do tổn thương phổi gây rò rỉ dịch hoặc là các cytokine vào trong phế nang. Cơ chế thứ hai là làm suy trao đổi khí, giảm xuất đàn của phổi và tăng áp phổi. Về chẩn đoán ARDS sẽ dựa vào 3 tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn đầu tiên là suy hô hấp mới khởi phát hoặc là suy hô hấp nghiêm trọng trong vòng 1 tuần từ khi xuất hiện các yếu tố nguy cơ. Cái thứ hai là mờ phổi hai bên hay là dấu hiệu của phù phổi mà không phải do quá tải dịch hay là do suy tim xung huyết. Cái tiêu chuẩn thứ ba là giảm oxy với tỷ lệ PaO2 trên FeO2 nhỏ hơn hoặc bằng 300mm thủy ngân. Về điều trị ARDS, hầu hết bệnh nhân cần thông khí cơ học. Thông khí cơ học với 3 mục tiêu nè. Một là thể tích khí lưu thông thấp, thứ hai là cao cái áp lực dương cuối thì thở ra và thứ ba là cho phép tăng CO2 máu. Đó là liên quan đến chủ đề lý thuyết của hội chứng nguy kịch hô hấp cấp. Bây giờ mình quay trở lại phân tích tình huống. Bệnh nhân này có hội chứng nguy kịch hô hấp cấp hay là ARDS trong bệnh cảnh viêm tụy cấp. Việc tăng nồng độ men tụy huyết thanh, trong đó có phospholipase A2, nó có thể đi qua được mao mạch phổi và gây phá hủy phổi cũng như là hoạt hóa cái dòng thác tín hiệu phản ứng viêm, cuối cùng dẫn đến rò rỉ dịch, máu và protein vào trong phế nang. Ở đây mình quan sát 3 vòng tròn thể hiện diễn tiến sinh lý bệnh của nó. Đây là vòng tròn đầu tiên liên quan đến vòng tròn bình thường. Cái phần bên trong này chính là phần mao mạch hay là phần chứa máu bên trong này. Đây là phần phế nang, bên này là phần chứa khí. Thì mình thấy bình thường á, oxy sẽ đi từ phế nang vào mao mạch và CO2 sẽ từ mao mạch đi vào phế nang. Đây chính là quá trình trao đổi khí bình thường. Còn nếu trường hợp bệnh nhân xuất hiện những cái cytokine, những cái men gây hoạt hóa phản ứng viêm, dẫn đến là phá hủy cái hàng rào này, các tế bào phế nang nó bị phá hủy nè, nó bị giãn ra, thì mình thấy là dịch, protein, thậm chí là máu nó sẽ bị rò rỉ từ phế nang, từ mạch máu này đi vào bên trong phế nang. Cho nên bình thường á, phế nang của mình chỉ chứa khí thôi, bây giờ trong phế nang sẽ chứa cả dịch máu rò rỉ nè, dịch protein, cho nên là nó làm mất đi cái phần thông khí, làm giảm surfactant hay là xẹp phế nang và gây phá hủy phế nang lan tỏa. Đó là về cơ chế sinh lý bệnh của hội chứng nguy kịch hô hấp cấp. Biểu hiện lâm sàng của ARDS là bệnh nhân có thể có khó thở, thở nhanh, giảm oxy máu đáng kể và thâm nhiễm phế nang hai bên trên phim X-quang ngực. Hầu hết bệnh nhân ARDS đều cần thông khí cơ học với hai mục tiêu như sau. Mục tiêu đầu tiên là tránh biến chứng cơ học. Mục tiêu thứ hai là cung cấp đủ oxy cho bệnh nhân. Đối với mục tiêu đầu tiên là tránh biến chứng cơ học thì sẽ thông qua các chiến lược bảo vệ phổi như là duy trì low tidal volume ventilation hay là LTVV. Mình hiểu cái cụm này á,
Low là thấp nè, tidal volume là thể tích khí lưu thông, ventilation là thông khí. Như vậy thì LTVV nghĩa là thông khí, thể tích khí lưu thông ở mức thấp. LTVV là duy trì ở mức 6 ml bạc ký theo cân nặng lý tưởng. Nó sẽ có hai vai trò chính. Một là giúp giảm cái over distending alveoli, nghĩa là giảm cái sự căng quá mức của phế nang. Và cái thứ hai là giảm barotrauma. Barotrauma là chấn thương khí áp do cái mức áp lực bình nguyên cao, áp lực bình nguyên hay là áp lực trong đường dẫn khí nhỏ và phế nang. Như vậy đó là hai vai trò của LTVV. Với hai vai trò này, LTVV sẽ giúp cải thiện tỷ lệ tử vong trên bệnh nhân ARDS. Ngược lại, nếu chúng ta giữ cái mức thể tích khí lưu thông cao hơn trên bệnh nhân ARDS, nó sẽ làm tăng áp phổi do tăng cái công hô hấp với thể tích lớn hơn vào nhu mô phổi cứng. Do nhu mô phổi này nó bị giảm compliance hay là giảm sức đàn, dẫn đến là tăng sự căng của phế nang hay là over distension phế nang. Rồi mục tiêu thứ hai trong thông khí cơ học trên bệnh nhân ARDS là cung cấp đủ oxy. Cung cấp đủ oxy có thể là tăng FeO2 sẽ giúp cải thiện cái quá trình oxy hóa hay là oxygenation, cung cấp oxy cho cơ thể. Tuy nhiên, việc kéo dài FeO2 trên mức 0,6 hay là 60% sẽ có thể dẫn đến nguy cơ ngộ độc oxy. Cho nên cái cách thứ hai để giúp cung cấp đủ oxy là mình sẽ cho tăng bíp. Tăng bíp cũng giúp cải thiện oxygenation thông qua ngăn ngừa xẹp phế nang vào cuối thì thở ra, giúp giảm sinh và giảm cái công hô hấp. Trong những trường hợp thiếu oxy nặng như là trong ARDS thì bíp có thể lên đến 15 đến 20 cm nước. Nó cần thiết để duy trì quá trình cung cấp oxy cho cơ thể hay là oxygenation. Mục tiêu của BaO2 sẽ từ 55 đến 80 mm thủy ngân, hoặc là SpO2 sẽ duy trì từ 88 đến 95%. Như vậy thì mình sẽ ngăn không cho chỉ số SpO2 dưới 88% chứ không phải là dưới 92%. Và dựa vào hai dữ kiện này, chúng ta sẽ loại trừ đáp án A và đáp án E. Đáp án của tình huống này là đáp án C, ngăn ngừa over distension alveoli, là ngăn ngừa sự căng quá mức của phế nang. Còn hai phương án còn lại, giờ mình cùng nhau đi phân tích sơ lược. Đáp án B là neuromuscular blocking agent, là những cái thuốc làm khóa cái sự dẫn truyền thần kinh cơ. Nó giúp cải thiện trao đổi khí và đồng bộ bệnh nhân với thiết bị thông khí, đồng thời làm giảm tiêu thụ oxy và nguy cơ barotrauma hay là tổn thương, những cái chấn thương khí áp. Tuy nhiên, lợi ích trong cải thiện tỷ lệ tử vong của các thuốc này thì chưa được khẳng định tuyệt đối. Đối với đáp án D là thiết lập các thông số trên thiết bị thông khí hay là ventilator, giúp cung cấp low tidal volume hay là các thể tích khí lưu thông thấp và làm chậm nhịp thở, thì lúc này nó sẽ làm giảm chỉ số thông khí phúc. Kết quả là cái chiến lược LTVV hay là duy trì thông khí, thể tích khí lưu thông thấp, kèm với tăng nguy cơ tăng CO2 máu và toan hô hấp. Tuy nhiên, cái việc tăng CO2 máu này được cho phép là dung nạp tốt và nó không làm tăng tỷ lệ tử vong trên bệnh nhân ARDS. Rồi, đó là khép lại phần tình huống rất là thú vị liên quan đến hội chứng nguy kịch hô hấp cấp. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau.